Chào cả nhà. Hôm nay biết cả nhà ăn gì nha. Còn hôm nay thì Hiền nấu cái món này cho chồng ăn nè. Món này là cháo thịt bò nấu với rau củ nè các bạn ơi. Thì hồi Hiền sẽ ăn với một chút cái sốt Hàn Quốc á, để xem coi anh Chris sẽ ăn, anh sẽ khen hay chê nha. Trong đây thì Hiền có để gì ta, bắp nè, đậu que nè, với lại bắp bò. Sau khi mà Hiền nấu xong thì Hiền sẽ cắt bắp bò ra thành miếng. Ăn gì nó sẽ ngon hơn, ăn gì nó ngọt, tụi mình thích ăn vậy á. Rồi gì nữa ta, Hiền sẽ bỏ miếng tiêu vô. Rồi mời các bạn ăn chung với gia đình Hiền nha. Và đây là cái phần cháo mà Hiền đã nấu xong rồi nè. Thì Hiền cắt thịt bò ra hết trơn rồi, cho nên thịt bò là ở dưới mấy bạn cũng khá nhiều. Còn ở đây là Hiền vẫn còn mớ rau đắng mấy bạn ơi. Rau đắng nó bị héo quá mấy bạn, tại vì mua mỗi lần mà đi chợ Việt Nam rất là sai, nên mua rau đắng để thời gian cỡ 1-2 tuần gì là bị héo vậy nè. Thôi kệ, có hơn không. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Em Út. Dạ con xin chào cô chú. Alright, let's eat. What do we got here tonight? So we have the rice soup with beef and I put a bit of corn and green bean in there. So this is a bit of Korean sauce. If you want to put it in there, up to you. And here I have a bit of fresh veggie, and this is a bit of lime here. Hiền giải thích cho chồng của Hiền là hôm nay mình đang ăn cái gì á. Là mình nói là ăn cháo bò. Ở trong đó thì Hiền có để bắp nè, đậu que. Ở đây có rau đắng như chanh, nếu mà anh muốn nặn chanh vô. Và đây là cái sốt Hàn Quốc nè. Bạn chung gia đình Hiền nha. Thì gia đình của Hiền á hay ăn mấy cái món đơn giản gì nè các bạn, cơm Việt Nam vậy thôi. Rất là ít khi nào mà ăn mấy món Tây, tại vì Hiền thích mấy món Việt Nam lắm. Try it until how you feel. You wanna try a bit of this sauce or not? Not just now. Cái sốt này nè, để ăn với thịt nướng á, cũng ngon lắm. Đây nè. Sốt này thì cái màu nó gì nè, và nó không có cay. Giờ để miếng vô. Chồng Hiền sẽ để thêm miếng sốt nè các bạn. Đó, chồng trộn lên còn. Cái thằng professional ở Asian food đó các chị. Very professional by now. Professional. Professional already. Men eating it, right? Đó, anh bỏ một đống sốt vô luôn. Còn con Elwood nè. Elwood bữa nay tóc sụn, mẹ cho sụn lên nè. Đang ngồi kiếm cái có gì phá không nè, cái chân lên tới đây rồi nè cô chú ơi. Thì đây là cái sốt Hàn Quốc mà Hiền nói nè. Ở đây người ta có để củ tỏi nè ha, củ hành và trái ớt nè. Cũng không biết là có cái mùi nước tương. Đó. Ở đây họ có để cái hình giống như đồ nướng nè. Đó. Tastes very similar to Vegemite. Is it? This thing? Really? You think so? It's probably the closest thing to Vegemite I've had before. Oh, really? So it's like Asian Vegemite. That's Asian Vegemite. Chồng của Hiền nói là cái sốt Hàn Quốc này nè, ăn rất là giống cái sốt Vegemite của Úc. Và cái sốt đó thì rất là kinh dị và Hiền không có thích ăn. Nếu mà bạn nào đã từng đi Úc thì không biết là mấy bạn có thử cái món sốt Vegemite đó chưa? Nên thử để cho biết. Đối với Hiền thì Hiền không có hợp. Đó, đó, đó. Wow. Chuẩn bị lấy cái tay đẩy cái miếng này nè. Đó, 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 đó. Tập trung chuyên môn là xem. He's gonna roll it. Xin mời mọi người ăn chung ạ. Ôi, see this Bob? It's full in it. Thịt bò. Mời mọi người ăn chung. vì khá là vừa ăn. Ở trong đây thì có để bắp và đậu. I think also have you tried beef yet? It's very soft. I cook it. Slow cook, right? Yeah, slow cook it for. Hiền cũng có trồng rau đắng ở trong vườn rồi, nhưng mà không biết khi nào thu hoạch được. Ông hổng bé cứ đang hỏi. Hồi nãy mình đang diễn tả hương vị, vừa ăn. Cắn trúng bắp đó thì rất là ngọt, cắn trúng đậu que cũng ngon. Và thịt bắp bò Hiền hầm thiệt là lâu luôn á, chắc có khoảng 40 phút một tiếng, cho nên nó mềm thịt lắm luôn á. Hồi bữa nay eo út á mới ngủ dậy cho nên cái mặt hơi quạo, không được vui. Eo út doesn't look happy tonight, see? Does he? He doesn't, does he? No. Elwood had a late night last night, so he's been a bit grumpy today. Elwood tối qua thức khuya, nên hôm nay như mệt hay sao á. Bây giờ Hiền sẽ ăn thử cháo với cái sốt Hàn Quốc thử coi nó ngon không. Hay cả nhà. Cũng được cả nhà ơi. Có sốt Hàn Quốc này nè. Nó hơi cay cay và cái vị của nó phải nói sao ta, hơi mặn mặn, nó làm cho cháo nó đậm đà hương vị hơn nữa. Và có cái vị chua chua của chanh á, khá là ngon. Hiền thích ăn mà súp, phở, bún, cái gì cũng thích nặng chanh nữa chứ. Đó cả nhà coi nè, đá lưng lên coi nè, lúc này ngồi lại không yên nữa rồi. Kích around for fun. Đó. Lấy chân lên tới đây rồi nè cả nhà ơi. Coi bàn chân của em ấy nè. Em Wood xin chào. This is how I would say hi from now on, is it? Em Wood xin chào. No. We'll come up with something. Bỏ một chút cà đắng vô, ăn thử coi sao. Đó, ai bước ngồi kéo, không cẩn thận lặn hồn nguyên cái tô bay xuống luôn, nhịn luôn. Thêm miếng sốt. Cái vị của cái sốt này á, nó là ná như vị tương đậu lắm mấy bạn. Đậu á, cái hột đậu á, và cay cay, ăn cũng khá ngon. Ở Cần Thơ có một chỗ bán cháo cá đường Hai Viên á, Hiền nấu cũng ná vậy á, dễ nấu lắm. Chỉ cần nấu gạo mà lỏng á, nước lỏng á, có thêm rau đắng nè, sát cá mỏng ra. Để hôm nào thì làm cho mấy bạn xem mà ăn ngon lắm. Đó mà ai bị bệnh ăn là hết sảy. Hay ăn này cứ ăn, em Wood cứ quậy. Đây, Hiền sắc cái miếng thịt bò nó hơi bị to, tại vì khi mà mấy bạn đã hầm cái thịt bò, bắp bò kỹ thì nó rất mềm. Yes, see that more? Yeah. That's the one that's killing our grass. Really? Yeah. That one there. Có con nhỏ nhỏ đang bay. Chồng của Hiền nói là con nó phá hết cỏ mình trồng. Ở nước ngoài á, đây cái gì trồng cỏ. Ghiền cái sốt này kìa. Ở đít tê đấy. Vietnamese Vegemite. That's Korean but Korean Vegemite. Anh nói là phiên bản just Korean Vegemite. It's a Vietnamese Vegemite, alright? Okay. Everything's gonna be Vietnamese, right? Yeah. Gì cũng kêu đồ Việt Nam. Thêm miếng sốt nữa. I would like wanna try everything that we eat. Này. It's full, isn't it? No, but that's got chili in it. Đây cả nhà ơi. Bỏ lại cái sốt này. Làm lấy đóng sốt này. Ăn cháo á, phải có rau này mới ngon, rau đắng. This soy? Soy bean. Anh nói là so there's no chili in there. You sure? There's chili picture here. Yeah, no chili in the ingredients. Really? No. So where's the spiciness come from? The soy. Really? Yep, there is no chilies in here. No? Oh, hang on. No, there is. There is. Thì nó là ở trên cái đây nè, có ớt mà anh cãi nó không, ở trong đây không có thành phần là ớt. It says contains wheat, soybean, sesame and barley. Korean food always have sesame seed. Uh-huh. Mostly, isn't it? Yeah, they love their sesame, don't they? Đồ ăn Hàn Quốc luôn luôn có hột mè, dầu mè, cái gì cũng mè hết. Có đà bao trái này thôi nè. 5 spice in everything. Not so yeah. Sichuan pepper. Sichuan wine. Anh Chris nó còn Vietnamese fish sauce everything. Anh Chris nó còn đồ ăn của Trung Quốc á, thì luôn luôn có rượu, rượu nấu ăn á, ngũ vị hương và cái gì qua nè, nước tương. Còn nói đồ ăn Việt Nam mình nước mắm, cái gì cũng có nước mắm. Và đúng đó các bạn ha. Cái cháo này á mình nấu hơi đặc, khi mà bị bệnh nấu lỏng hơn á, ăn nó sẽ thích hơn. Cái này sao? Cái này sao? Trời, cái gì thì cũng gán làm cho đơn giản gọn nhẹ mọi người. Trời, bẻ rau dữ lắm luôn. Nên ăn được vậy, cố gắng nấu tự ăn đơn giản. Với lại vợ chồng Hiền cũng nấu kén ăn. Rồi, cái video này Hiền xin kết thúc ở đây nha. Tụi mình đã ăn xong bữa tối rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhà Hiền. Hy vọng các bạn sẽ có một ngày thật vui. Tạm biệt. Tạm biệt.